chào các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ làm món trứng với xúc xích chiên. Bước 1, để trứng vô. Bước 2, trộn đều quả trứng. Để vô. Rồi, trộn tiếp. Rồi, thêm đường. Cà no, thêm cà no nha các bạn. Thêm cà no một chút xíu thôi. Được rồi, bỏ vô. Rồi, trộn đều. Dầu nữa. Dầu đâu? Dầu. Ít thôi. Giờ mình để trứng vô này nha các bạn. Dầu nóng. Rồi giờ thì để trứng vô thôi các bạn nha. Dầu đổ dầu xong là phải lăn lăn cho nó đầy đủ và để trứng lên. Trứng trộn xúc xích. Giờ các bạn phải để xúc xích vô nha. Cơm bằng cái này nhé. Bỏ trứng lên.